Sau đây bông bông bài dùm một chi tiết đọc án mà xâm rạp ngày này cứ dương sắc xa ông bì present perfect. Rồi nếu không present perfect này tệ tường từ nâng phía tìm mũi cứ dương sắc xa ông bì ca bằng cá trùm rốn present perfect nâng cá bà bà trùm rốn xùm nú chứ mũi nâng WA question. Chẳng chia đồng bộ này cứ dương sắc xa ông bì ca bằng cá tùm rống present perfect mà. Chẳng nằm bây bằng cá tùm rống srop nếu khăn ông present perfect cứ dương trao dọc subject bộ chùm mùi nâng have rồi có has bộ chùm mùi nâng participle bộ chùm mùi nâng object. Và hai nếu khăn ông nâng đá subject chia protein và bộ chùm mùi nâng heo rưu có hết chia cái đĩa sập chùm nùi rưu có dương hai thá auxiliary verb bộ chùm mùi nâng participle chia cái đĩa sập nâng nông chùa tị bấy rưu có dương ai hai mà dạng thiệt thá verb 3 bằng thá cái đĩa sập tung tị bấy bộ chùm mùi nâng object chia cả một bọn mà nếu cứ chia rụp một môn đại dương trời bà bà nợ nóng tùm rộng sớp chìa mùi nâng present perfect mà. Cứ miên subject bộ heo rồi có has bộ chìa mùi nâng participle bộ chìa mùi nâng object và chia bằng to từ tiên ní cứ dương tạm đán chìa mùi nâng ưu tiêu hồ thằng ọc nế. Ủa đề hỏi tìm mùi này cứ I have bought a lot of books. Chẳng dương bình nết mơ ai chia subject brought tìm mùi ai và chân ạ. Bố chùm mùi nâng cái đề sập chùm núi cứ have. Bố chùm mùi nâng participle cứ bought. Đại chia cái đề sập đám cứ buy. Bố chùm mùi a lot of books chia cả mà bọn. Dương an tha, I have bought a lot of books. Nhóm bàn tính sẽ phải chỉ trả. Chia bản tố cứ, we have seen your son along the road. We chia subject, brought tìm mùi bởi hữu vật chân á. Bởi chung mùi nâng, kể ra sắp chung núi, auxiliary verb, to have cứ. Dương bởi have chung mùi nâng, brought tìm mùi bởi hữu vật chân á. Bộ chùm mùi nâng participle cứ xin đại chìa cà rìa sắp đám rồi bó to see. Bộ chùm mùi nâng your son along the road bà này thá chìa cà mò bọt nên là khẳng rồi. Chẳng dừng an thá we have seen your son along the road. Chương bàn khớn côn rồi bó nét nơi tạm lời. Chìa bằng tố cứ you have eaten a lot of bananas. You chia subject brought tì pì ai quay chả ná. Bộ chùm mùi nâng kè rìa sập chùm núi cứ have. Bộ chùm mùi nâng eaten chia participle. Đã chia kè rìa sập đào mà bỏ vía cứ to eat. Mà. Bộ chùm mùi nâng phần này kháng cớ cứ chia cầm bọn. A lot of bananas. Nẹ bàn nhắm phải chế chỉ trần. You have eaten a lot of bananas. They have left here. Bụi kế bàn chạy tranh bì tì nì hỏi. Chẳng dương bình nết mơ đấy chia subject brought tì bay bè hụ ở chân á. Bố chì mùi nâng kè rìa sập chùm núi cứ heo. Bộ chữ mùi nâng participle cứ left. Đại left nâng ánh cứ bấm bay trên màu pi kè rìa sắp đám thu liễu. Và prơ nâng nông present perfect cứ left. Và kè rìa sắp tung tị bầy. Hồi hìa ní cứ chia cà mà bọn. They have left here. Bụi kế bàn chạy tranh pi tì nì hỏi. Chia bằng tố, he has bought a new car.
Chân dương bắt đầu mơ đòi chập đám vì bà thiên cứ hí. Hí chia subject bà tì bay ai và chân á. Đôi ở với đại dương ban sắc xa cả lồn máu xong rắp bà tì bay ai và chân á. Bà chú mùi nâng kỳ đà sập thù héo. Chia kỳ đà sập chùm nuôi nâng bê ní cư dương bà hát. Chân subject bô chú mùi nâng hát. Bô chú mùi nâng participle cứ bọt. Đã chia kỳ đà sập đàm rồi bỏ vía cứ thụ bày. Hãy prao nâng nông tùm rung present perfect cứ pa participle rồi bỏ bày cứ bọt. Bố aoi chỉ mùi nâng cảm bọt cứ nhu khả. Chẳng dừng an thá, he has bought a new car. Quát ban tính lán thamay mùi. She has given a gold ring to me. She chia subject bỏ tì bấy ai vật chân ạ. Bố chì mùi nâng kà rìa sập chùm núi cứ has. Bố chì mùi nâng pa participle cứ given. Đã chì kà rìa sập bỏng bài chanh màu bì kà rìa sập đám cứ to give. Và bảo xâm rạp present perfect chia kà rìa sập tông tì bấy cứ given. Bố chìa mùi nâng object này khẳng khói a gold ring to me ní cứ chia cà mạ bọt. Chẳng dừng an thá, she has given a gold ring to me. Niên ban ao chân chiên mùi vốn một nhóm. My dog has run away. Và my dog cứ chia protein. Bởi tì bấy ai vào chân ạ. Hãy đốt nâng chì sạch. Đầu chân ấy cứ dưỡng bô chùm mùi nâng kà rìa sạch chùm núi cứ has. Bô chùm mùi nâng pha phát xì phó cứ ràn. Kà rìa sạch đàm rồi bỏ ràn nâng cứ ràn đấy. Ràn, ràn, ràn. Và chân ràn chìa pha phát xì phó rồi bỏ kà rìa sạch thú ràn. Mà bố ai ở vế cứ cầm ở bọn. Chẳng dừng an thá, my dog has run away. Và cái đó bọc nhóm bàn rột tới ngài. He has spoken English. He chia subject bỏ tì bấy ai và chân á. Được chân ấy cứ dừng bố chùm mùi kè sạp, kè rìa sạp chùm núi cứ has. Bố chùm mùi ai participle cứ spoken. Đại kà rìa sập đàm bỏ phía cứ speak. Và speak, spoke, spoken. Và chẳng spoken chia kà rìa sập tôn tỷ bầy pa participle. English chia cầm bọt. Chẳng dừng an thá. He has spoken English. Quát ba này giấy phía xá ông lì. Và chia bằng tố cứ dương sắc xa ông pi rồi biếp bằng cao tùm rung bạc đại sài nơi khăn present perfect. Đảm bây bằng cái tùm rung bạc đại sài nơi khăn ông tùm rung present perfect. Cứ dương dầu subject và chia bạc thiên. Bầu chìa mùi nâng have rồi có has. Đã chia kết dạ sập chùm núi. Bầu chìa mùi nâng not. Và to mà tiết cứ dương bầu chìa mùi nâng participle chia kết dạ sập chùa tị bấy. Bố chìa mùi nâng object chìa cà mạ bọt. Được chứ nấy, đảm bây bằng cao tùm rung bạc đại sài nếu không present perfect. Cứ dưỡng vô not vô một đá bằng toa phí kà rìa sắp chùm nùi. Hói nâu bì mốc pa participle. Rồi có kà rìa sắp tùng tì bầy. Và nút clear nâng ái nâng khlái tự chia tùm rung bạn đại sài nơi khăn present perfect. À. Cứ subject bộ have rồi có has bộ not bộ participle bộ chủ mùi nâng object. À. Lấy dương bình nhật mơ từ lựa ưu tiêu hóa. Ưu tiêu hóa tìm mùi cứ I have not bought new books.
Chẳng dừng phần nét mới ái chỉ sạp dịch. Bố chú muối nâng, cái đẻ sạp chùm núi cứ hèo. Phần tốt một tiết cứ dưỡng bố nọt. Đảm bấy bằng cá tới chia tùm rốn bại xài. Phần tốt một tiết cứ dưỡng bố chú muối nâng. Bọt chìa pháp hạt xì phó rồi bó cái đẻ sạp thủ bày. Bố chú muối nâng new box. Cứ chia cầm bọt. Mà. Chẳng dừng an thá, I have not bought new books. Rương mũi của I haven't bought new books. Nhóm mình bán tinh xịp hơi thầm mây tì. Và chưa bằng tố, we have not visited Uncle Ward. Vì chưa sập dịch, bỏ tì mũi và hủy chân ạ. Bố chùm mùi nâng cà rìa sạp chùm núi cứ hèo. Bố chùm mùi nâng not. Bố chùm mùi nâng pháp hạt xì phó cứ visit. Và chia pháp hạt xì phó rồi bó cà rìa sạp to visit. Và pháp hạt xì phó tới chia visited. Uncle what chia cảm ạ bọn. Nếu bên ấy dân an thá, we have not visited Uncle what. Dương mình bán tới tia sản ná, bà sát ông cơ vọt tì. Và ưu tiêu hô chia bằng tố cứ, she has not come to school. She chia sạp dịch bà tì bấy ai và chân ạ. Bố chùm mùi nâng kè rìa sạp chùm núi cứ, has. Đã trớ bà chùm mùi nâng kè bà tì bấy ai và chân ạ cứ, has. Bố chùm mùi nâng not. Bố chú mùi nâng khám chìa pháp hạt xì phó rồi bó cái đẻ sắp thú khám. Bố chú mùi nâng thú school chìa cả mọc bọn. Nhưng an thá, she has not come to school. Nhiêng mình bán mốc xa lá riêng tì. He has not met me. He chìa bỏ tì bấy ai vạch chân ạ. Bố chìa mùi nâng cà rìa sạp chùm núi cứ has. Bố chìa mùi nâng not. Bố chìa mùi nâng pháp hạt xì phò rô bò cà rìa sạp thù mít cứ met. Bố chìa mùi nâng mí chìa cà mạng bọn. Dương an thá, he has not met me. Quát mình bán chụp nhóm tì. They have not eaten Khmer noodle. Đây chia subject brought the bay và hữu vật chana. Bố chùm mùi nâng cà đè sắp chùm núi cứ hẻo. Bố chùm mùi nâng nót. Bố chùm mùi nâng pháp hạt xì phó. Rồi bó cà đè sắp thu ít cứ eaten. Bố chú mùi nâng cà mạng bót cứ Khmer noodle. Chẳng dự án thá, they have not eaten Khmer noodles. Bố kế mình nhắm nông mạnh chọc thì. Và chia bàn tò ní cư dương sắc xa ẩm pi rồi biết bằng cao tùm rung sầm núa nơi khăn ông present perfect. Đảm bấy bằng cao tùm rung sầm núa nơi khăn ông present perfect. Cứ dương trời dâu cà rìa sạp chùm núi, auxiliary verb, rồi bỏ cà rìa sạp thù héo, dâu một đặc phì mốc và thiền. Cứ héo rồi có has. Bây giờ vậy đại dương bàn sắc xa rồi mà hỏi. Has cứ dương trời cho mũi bỏ tị bấy, hay vậy chẳng ạ. Mean he, see, it. Cứ dương trời has. Rì a héo cứ dương trời cho mũi bỏ tị mũi hay vậy chẳng ạ. Bỏ tì pi ai vậy chẳng ạ. Bỏ tì mùi bà hù vậy chẳng ạ. Bỏ tì pi bà hù vậy chẳng ạ. Nâng bỏ tì bấy bà hù vậy chẳng ạ. Cứ dương bỏ hèo. Bố chùm mùi nâng sạp dịch chia personal pronoun sạp niêm chia bỏ thiên. Và to mà tiết cứ dương bố chùm mùi nâng pháp hạt dịp phò. Cái đẻ sạp nâng nóng chua tì bầy. Bố chùm mùi nâng ọp dịch. Và chẳng hào rồi có hai nâng chia cà rìa sạp chùm núi. Hào sạp dịch nâng chia bạc thiên.
Hai participle chia cả địa sắp tung tị bầy. Rì ai object chia cả mà bọn. Đó. Được chứ này đảm bây bằng cao tùm rung xùm nua nước nông present perfect. Cứ dương trời dốc have rồi có has. Đại chia cả địa sắp chùm núi. Rồi bỏ cả địa sắp thu have nâng ấy. Dô một đá vì mốt sạp chỉnh. Và vì mốt là thiến. Và tòa máu cơ dưỡng bố chùm môi nâng cà rẻ sập tùng tị bấy. Phạm phạt xì phó. Và tòa một tiết cơ dưỡng bố chùm môi nâng cà mạng bọn. Bà chia bằng tòa cơ dưỡng tạm đàn từ lửa ủ đỡ hó. How you washed your clothes? Bà chẳng hào chia cà rẻ sập chùm nùi. Cơ dưỡng dô mà đạo vì một rạch thiến cơ dú. How you chia bro tí pí ai quả chân ạ. Và chẳng cứ dưỡng bà heo nơi bì mục. Và tôi mở tiết cứ dưỡng bố chìa mùi nâng vost. Vost chìa phá phát xì phó rồi bó kè rìa sắp thu vost. Bố chìa mùi nâng cầm mà bọt cứ your clothes. How you vost your clothes? Ta nẹ bàn bao cụ xâm lệ bằng bẹ rồi bỏ nẹ rồi nớ. Chia bọn tố, have we received the letter? Have chia cái đẻ sắp chùm nuôi. Đảm bấy bằng cá nực nông thùm rộng xùm nua, cứ dưỡng trời dớ cái đẻ sắp chùm nuôi dâu mà đạp vì một bậc thiền. Have we chia bỏ rõ, tì mùi bà hù vậy chẳng ạ. Được chẳng ấy, cái đẻ sắp chùm nuôi đại trời dâu mà đạp vì một bậc thiền nấu cứ hèo. Và tôi mà tiết cái dương bố chùm mùi nâng phạp hạt xì phó cứ receive. Đại chia phạp hạt xì phó rồi bó cái đẻ sắp to receive. The letter chia cả mọi bọn. Dương an thá. Have we received the letter? Ta dương ban thật tùa lý khách đại rửa tế. Has she bought a new phone? Has she cái đẻ sắp chùm nùi? Rồi bó cái đẻ sắp thu hào. Bảo chìa mùi nâng bó tị bây ai vạch chân á. Cứ xí, được chân á. Cái đẻ sắp chùm nùi đại trời bằng cao chì kìa xùm nùi nú. Cứ dưỡng bảo has. Bố chìa mùi nâng xí, chìa sắp chết. Bố chìa mùi nâng bót, chìa phạp hạt xì phó, rồi bó cái đẻ sắp thu bày. A new phone chia cả mặt bọn. Chừng an thá, has she bought a new phone? Ta niên bàn tình tu rồi sắp thầm mây mùi mẹn thế. Chia bọn tó, has your sister given money to you? Chẳng has chia cái đẻ sắp chùm nùi. Bảo chùm mùi nâng bảo thiên bảo tị bấy ai vậy chân ạ. Your sister chia bỏ rõ tị bấy ai vậy chân ạ. Được chân ấy cứ dưỡng bảo cả đẻ sắp chùm núi đảm bấy bằng cá chỉ clear xùm núi nếu không present perfect cứ dưỡng do has do một bố chùm núi nâng your sister chia sắp dịch. Và to một tiết cứ dưỡng bố chùm núi nâng participle rồi bỏ cái đẻ sắp thu kiếu cứ given. Bố chùm núi money to you chia cả mà bọn. Dương an thá, has your sister given money to you? Ta bà ôn sợi rồi bọn nhé, bàn ai lối tới nhẹ đại rửa tế. Has it run away? Và dương bình nết mới ít cư chiếc bà rõ tị bấy ai quả chân ạ. Được chân ấy đám bây bằng cá tùm rung xùm nua nè không present perfect. Cứ dưỡng trời dấu has dấu mà đã bị mốc it. Và tôi mà tiết cứ dưỡng bố chùm mùi nâng participle to run. Cứ run. Ở với chia cả mà bọn. Dưỡng an thá has it run away? Ta viết bàn rụt tới ngài rồi tế.
Bà chia bản to này cứ dân sắc xa ông phi rồi biết bằng cao tùm rung sùm núa rồi có ca pra pra tùm rung sùm núa chìa mùi nâng W A question. Bà đảm bây bằng cao tùm rung sùm núa W A question này cứ dân trời dân W A question đại miên what, where, who, how này dấu mà đã vì mốc kệ giả sạm. Chùm núi cứ have rồi có has. Và to mà tiết cứ dưỡng bầu chùm muối nắng sạp chết. Và to mà tiết cứ dưỡng bầu chùm muối kệ giả sạp tùng tỷ bấy rồi có dương hai tháp participle. Lấy dương bình ảnh mơ ủ tờ hó. What country have you visited? Chồng lão dân ai chào tha, I have visited China. Mà nhóm anh tới Tia Sơn Á, Bà Tết, Trần. Chưa bằng to, where has he been? Mà where chia W a question. Dừng vô mà đáp tìm mốc. Cái đề sạp chung núi cứ has. Dừng pra has, bì prua, sạp dịch. Cứ bỏ ra tìm bấy, ai vậy chẳng ạ. Thêm mà thêm chia sạp dịch hầu như chia bỏ tỷ bấy ai vậy chẳng bố chữ muối ai participle robot kể để sạp thu bí cứ bình mà chẳng như an tha where has thêm bình ta thêm bàn nợ ai nà chẳng như ai chọi bàn tha thêm has been home thêm nợ ai tè. Chia bằng to, who has she talked to? Chẳng who chia W a question. Đại dương prae xâm rạp bằng cao tới chia tùm rung xùm nua nơi khăn present perfect. Cứ dương dâu mà đã bị mốc has. Hào dương prae has chia kẻ đẻ sạp chùm nuôi nơi bê ní. Đào xa si chia bỏ tỷ bấy ai và chân ạ. Để chân ái kẻ đẻ sạp chùm nuôi cứ dương prae has. Bầu chữ mùi nâng participle robot cái đề sắp to talk cứ talked à. Chẳng như an thá who has she talked to ta niên ban cho chê chữ mùi nè nè chẳng chẳng láo dân ai chào ai ban thá she has talked to her teacher niên ban cho chê chữ mùi kru robot niên. Chia bản to cơ dương tạm đàn từ lựa ưu hò chia bản to từ tiếp. Cứ how long have you been married? How chia W a question. Và how how chia cái đề sập chùm núi. Bầu chùm mùi năng sập chết cứ dũ bỏ ra tì phí ai và chân á. Được chân ấy, đảm bây bằng cao tới chia tùm rung xùm núa. Cứ dương prao heo nợ bì mục. Bốc chùm mùi nâng participle robot cái đề sắp thu bí cứ bình. Bốc chùm mùi nâng married. Mà. Dương an thá, how long have you been married? Ta nẹ bàn riệp cá bà màn chân nằm hỏi. Chẳng chùm lão dương ai chào bàn thá, nợ phê đại kỳ xua. How long have you been married? Dương ai chào bàn thá. I have been married for 3 years. Nhóm bàn riệp cá chùm nuốn bay chẳng hỏi. Bà xong rạp mê riêng nè khăn ông thang ngày ấy xong bằng chọc tài bản nét xong ổ cuốn xong chùm riệp liền.